Anh về đi. Em nỡ đuổi anh sao Cúc? Giờ đây em đã là kẻ thứ ba rồi, chứ không phải là cô Lệ Bình kia nữa. Và em không thể chen chân vào gia đình của người khác được. Làm ơn đi, xin anh hãy tự trọng. Không đúng đâu, không phải như vậy đâu em. Lệ Bình mới là kẻ thứ ba, chính cô ta mới là người chia cắt tình cảm của hai đứa mình. Trời biết đất biết, em không hề xen vô cuộc hôn nhân tráo trở này. Cúc à, anh xin lỗi mà. Em cũng có lỗi một phần, bởi vì em không đủ tự tin vào bản thân mình. Em thấy mình thua cô ta về mọi mặt. Cúc à, mình lập lại từ đầu được không em? Đánh mất tình yêu, trôi theo giấc mơ dài, vì anh tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện xin giữ chân vững, xóa tan lỗi lầm khổ đau, trốn sâu bao tổn thương, nghẹt đắng nước mắt, trong đời anh bao khát vọng. Và ngày mai những yêu thương có quay lại. Chúng ta giờ đây không thể thay đổi được sự thật. Anh là chồng của Lê Bình. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.